Trong ngày hôm nay 12 tháng 3, các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục diễn ra tại các bang Georgia, Hawaii, Washington và Mississippi và nhiều khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Tuần trước, ông Donald Trump đã vượt qua đối thủ duy nhất còn lại, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, khi giành chiến thắng tại 15 trên 16 bang trong ngày bầu cử siêu thứ ba mùng 5 tháng 3. Với kết quả này, ông Trump chỉ cần thêm khoảng 140 phiếu đại biểu để trở thành người đại diện cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Tổng số phiếu đại biểu tại các bang Georgia, Hawaii, Washington và Mississippi hiện là 161. Quyết định ngừng chiến dịch tranh cử của bà Haley khiến việc đạt đủ số phiếu đại biểu cần thiết dường như trong tầm tay của ông Trump. Về phía Đảng Dân Chủ, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ góp mặt trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại Georgia, Mississippi, Washington và quần đảo Bắc Marianas. Tổng thống Biden đã thống trị đường đua của Đảng Dân Chủ từ cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina hôm 3 tháng 2 vừa qua cho đến mạch chiến thắng áp đảo trong ngày siêu thứ ba để rộng đường tiến tới giành đề cử của Đảng. Ông Biden sẽ có đủ phiếu bầu để trở thành đại diện Đảng Dân Chủ trong ngày 12 tháng 3 nếu giành được 40% phiếu đại biểu. That conservatives got...